Với một gốc gỗ xưa hơn 20 năm tuổi thì chúng tôi đã chế tác lên tác phẩm Phu Thê Viên Mãn. Vào tháng 7 năm 2022, chúng tôi có một bác khách ở Hà Nam có một cái gốc xưa của nhà trồng được đã hơn 20 năm và muốn làm một tác phẩm để kỷ niệm cho cả một cái chặng đường lịch sử của gia đình. Sau khi tách hết các cái lớp rác thì lõi gỗ được kích thước là dài 50cm và đường kính 12cm. Chúng tôi đã tư vấn cho bác khách là làm mẫu Phu Thê Viên Mãn. Trong quá trình làm, khi những cái mũi rạch đầu tiên được rạch vào gỗ xưa thì cái hương thơm rất là dịu mát, dễ chịu của gỗ đã tỏa ra. Thớ gỗ mềm, dẻo dai và chỉ cần mài sắc đục là đã có thể gọt và đục rất là ngon lành. Sau hơn một tháng thì tác phẩm đã thành hình, thể hiện một gia đình chim công đang sum vầy hạnh phúc. Bộ đuôi của con chim công bố dài bồng bềnh và đẹp mắt, đàn con nhỏ quấn quýt với mẹ cùng với khóm mẫu đơn tượng trưng cho cái sự hạnh phúc phú quý, được đục những cái nét rất là tinh và nhỏ. Gỗ xưa vẫn luôn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị bên trong mà mỗi chúng ta đều ao ước được một lần sở hữu những cái món đồ quý giá từ cái loại gỗ quý hiếm này.